cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, trong 9 tháng năm nay, kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến rất tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ của huyện Long Điền 9 tháng năm 2022 đạt hơn 15.148 tỷ đồng, bằng 89,6% kế hoạch năm, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3.438,6 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công hơn 344 tỷ đồng, đạt 53,9% kế hoạch năm. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác chuyển đổi số, 42,1% người từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn huyện sử dụng thanh toán qua Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, hóa đơn online, ví điện tử. Huyện đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ICT Index trên địa bàn. Trong 3 tháng cuối năm, huyện tập trung phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU, cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác thủy sản, đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư về thương mại, dịch vụ du lịch, tích cực giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.